Chương 11. Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, ở bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt. Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy. Lại cũng nhờ đó, dầu người chết rồi cũng còn nói. Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết, người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chân trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi. Vả, không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp lòng Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Bởi đức tin, Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy. Bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp. Người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Isaac và Gia-cốp là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Cũng bởi đức tin mà Sarah dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được, vì người tin rằng đấng hứa cho mình điều đó là thành tín. Cũng vì đó mà chỉ có một người lại là một người già yếu, sinh ra muôn vàn con cháu, đông như sao trên trời, như cát bãi biển không thể đếm được. Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương. Ví thử, họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời đã không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Bởi đức tin, Abraham dâng Isaac trong khi bị thử thách. Người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình, là về con đó mà Đức Chúa Trời có phán rằng, ấy bởi trong Isaac mà ngươi sẽ có một dòng dõi, lấy tên ngươi mà kêu. Người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại, cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình. Bởi đức tin, Isaac chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau về những sự hầu đến. Bởi đức tin, Gia-cốp lúc cần chết chúc phước cho hai con của Giô-sép và nương trên gậy mình mà lại. Bởi đức tin, Giô-phép lúc cần qua đời nói về việc con cháu Israel sẽ đi ra và truyền lệnh về hài cốt mình. Bởi đức tin, khi Mô-xe mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng, vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Bởi đức tin, Mô-xe lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục về đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Ai-cập, vì người ngửa trông sự ban thưởng. Bởi đức tin, người lìa xứ Ai-cập không sợ vua giận, vì người đứng vững như thấy đấng không thấy được. Bởi đức tin, người giữ lễ vượt qua và làm phép rưới huyết, hầu cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng dân Israel. Bởi đức tin, dân Israel vượt qua biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ai Cập thử đi qua bị nuốt mất tại đó. Bởi đức tin, các tường thành Jericho đổ xuống sau khi người ta đi vòng quanh 7 ngày. Bởi đức tin, kỳ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám.
Ta còn nói chi nữa? Vì nếu ta muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Jephthê, David, Samuel và các đấng tiên tri thì không đủ thời giờ. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, tỏ sự bạo dạng nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại, có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. Có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu lạc rày đây mai đó. Mặc những da chiên, da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi, thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Hết thảy những người đó, dầu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoài chúng ta ra, họ không đạt đến sự trọn vẹn được.